Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Giới thiệu Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam. Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam là cơ sở giáo dục có vốn 100% Nhật Bản. Với chương trình đào tạo tiên tiến và cơ sở vật chất hiện đại theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Trường là nơi đào tạo đội ngũ cán bộ y tế trình độ cao, giàu lòng nhân ái. Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam đã triển khai chương trình đào tạo cử nhân y khoa với 5 ngành đào tạo hệ đại học chính quy là 1 ngành điều dưỡng, 2 ngành kỹ thuật phục hồi chức năng, 3 ngành dụng cụ chỉnh hình chân tay giả, 4 ngành kỹ thuật xét nghiệm y học, 5 ngành kỹ thuật hình ảnh y học dựa trên cơ sở liên kết học thuật với Trường Đại học Khoa học Tổng hợp Nhân sinh, Nhật Bản và liên kết đào tạo lâm sàng với các cơ sở y tế lớn tại Hà Nội đã tạo ra một chu trình khép kín trong quá trình đào tạo sinh viên của nhà trường. Sự phối hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn liên tục giữa học lý thuyết song song với học thực hành trên phòng thực hành, cơ sở y tế tạo ra môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp và an toàn cho các sinh viên của nhà trường thoải mái phát huy năng lực bản thân, nhanh chóng tiếp thu, lĩnh hội kiến thức y khoa hiện đại. Các bệnh viện liên kết với Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam: Bệnh viện Kurosawa Nhật Bản, Bệnh viện Kobari Nhật Bản, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối tỉnh Hưng Yên, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hưng Yên. Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam đào tạo kiến thức chuyên môn, phương thức chăm sóc y tế theo phong cách Nhật Bản và đào tạo ngoại ngữ tiếng Nhật. Từ năm học thứ hai, trường sẽ tiến hành giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Nhật. Để có thể lý giải được nội dung bài giảng, yêu cầu sinh viên phải có trình độ tiếng Nhật tương đương N3, JLPT trở lên. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0, cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Nhằm đáp ứng điều đó, Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam đã xây dựng chương trình đào tạo tập trung đào tạo tiếng Nhật trong năm đầu tiên và học tập kiến thức chuyên môn vào các năm tiếp theo. Năm 2021, Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam tuyển sinh 266 chỉ tiêu cho 4 ngành: điều dưỡng, kỹ thuật phục hồi chức năng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học. Thí sinh có thể lựa chọn một trong 4 tổ hợp để xét tuyển: A00 toán, lý, hóa, A01 toán, lý, tiếng Anh, B00 toán, hóa, sinh, B08 toán, sinh, tiếng Anh. Thí sinh có thể lựa chọn một trong 2 phương thức hoặc cả 2 phương thức sau để xét tuyển vào các ngành nhà trường đang đào tạo. Phương thức 1, xét điểm Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2021 ở 4 tổ hợp môn. Phương thức 2, kết hợp xét hồ sơ, học bạ và phỏng vấn. Nhằm khích lệ tinh thần học tập của sinh viên từ năm học năm 2021 đến năm 2022, Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam thực hiện chế độ học bổng mới như sau. Một, học bổng dành cho tân sinh viên nhập học chỉ tính tại thời điểm nhập học, dành cho sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2021, số lượng xét theo quy định của trường, trị giá học bổng 30 triệu đồng Việt Nam, sinh viên có chứng chỉ năng lực tiếng Nhật JLPT, chứng chỉ N1, 20 triệu đồng Việt Nam, chứng chỉ N2. 10 triệu đồng Việt Nam, chứng chỉ N3, 5 triệu đồng Việt Nam, 2 học bổng dành cho sinh viên đang học tại trường dành cho sinh viên đỗ chứng chỉ năng lực tiếng Nhật JLPT, chứng chỉ N1, 20 triệu đồng Việt Nam, chứng chỉ N2. 10 triệu đồng Việt Nam, chứng chỉ N3, 5 triệu đồng Việt Nam, sinh viên có thành tích cao trong học tập, đối tượng là sinh viên có GPA 3.0 trở lên, tính theo năm học, được lựa chọn theo thứ tự thành tích và số lượng theo quy định. Được cấp mức học bổng trị giá tương ứng từ 4 triệu đến 10 triệu đồng Việt Nam. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.